lại với kênh Tessanista. Mình là Tessa, hiện đang ở Australia. Ok, thì cái video ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ngắm cảnh một chút xíu nha. Và mình sẽ dẫn các bạn đi đến cái khu vực này, gọi là khu vực, chắc là các bạn không đọc được chữ đằng sau tại hơi ngược, nhưng mà khu vực này là Kirribilli. Và nếu mà các bạn đi bằng trạm xe lửa tới đây là trạm Mission Point đó nha các bạn. Thì cái khu vực này có thể nói là khu vực nhà giàu rồi các bạn, tại vì nhà ở đây có thể nói là lên tới mấy triệu đô la là chuyện bình thường luôn á, gọi là cái mức giá chung, mặt bằng chung của nó. Thì tại sao hôm nay mình lại dẫn các bạn tới đây? Mình sẽ cho các bạn xem hai cái khung cảnh mà nói chung là khi mà các bạn tới đây có thể nói là nổi tiếng. Cái đầu tiên là khung cảnh hoa phượng tím, một cái biểu tượng đặc trưng mùa hè ở bên Úc. Và cái thứ hai là các bạn có thể thấy được cái view view harbor, cái view gọi là nhà hát con sò từ một cái mặt khác á. Nếu mà được thì các bạn tới đây để ngắm cũng là chụp hình sống ảo, rất là thích hợp luôn á. Ok, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi đến cái con đường nói chung là hoa phượng tím nổi tiếng, để cho các bạn xem cái biểu tượng mùa hè bên Úc có cái gì mà nó làm nhiều người tới đây chụp hình quá ha. Nhìn từ hướng này thì có thể nói là nhìn cũng bình thường thôi, tại vì khu vực nào ở Úc thì nó cũng giống nhau như thế này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng lên chút xíu rồi sau đó mình sẽ quẹo phải đi vô cái con đường đó nha. Ở đây cũng có hoa giấy nè các bạn. Trời, nói chung là nhìn làm nhớ Việt Nam dễ sợ luôn á. Ở Việt Nam mình á, khi mà mùa hè tới sẽ có cái biểu tượng là hoa phượng đỏ với lại tiếng da sầu kêu, đúng không các bạn? Thì ở bên Úc á, tiếng da sầu cũng có nha, nhưng mà hên xui dùng có dùng không. Mình ở khu nhà quê cho nên là cũng nghe nhiều lắm rồi. Còn cái hoa phượng á, thì bên Úc nó sẽ có hoa phượng tím chứ không phải hoa phượng đỏ như Việt Nam mình. Thì cái loài hoa phượng tím này á, là nó có xuất xứ từ bên châu Phi á. Thì sau đó Úc đem giống này về trồng. Và bây giờ nó trở thành một cái biểu tượng, có thể nói là biểu tượng mùa hè ở bên Úc luôn. Gọi là khá là mộng mơ khi mà mỗi lần mà hè tới và có hoa phượng tím. Thì cái hoa phượng tím này mình bảo đảm là cái khu vực bạn đang sống dù có xa xôi hẻo lánh cỡ nào á, mà trong cái tiểu bang New South Wales hay còn biết đến là Sydney á, là đều có 1-2 cây. Khu mình sống còn có mà. Nhưng mà tại vì nó hơi nhỏ, nó không có được đều nhau á, cho nên là khi mà chụp hình lên thì nhìn cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà những cái tới cái mùa này thì có những cái khu vực mà có thể nói là Instagram worthy, tức là nhà kéo nhau tới đây chụp hình đó các bạn. Thì những cái khu vực ví dụ như đây là cái khu vực Kirribilli, hoặc là có những cái khu vực, có một cái khu vực mà đi xa ở trên Grafton cũng được nhiều người tới, mà cái khu Grafton rất là xa cho nên là cũng khá là khó đi. Nhưng mà cái khu vực này thì có thể nói là khá là dễ đi, ngay gần station nên mọi người gọi là kéo nhau tới đi chụp hình, cho nên là nhiều khi vô cái con đường đó kiểu như là đứng tới mà mùa weekend á thì tới mà cuối tuần mà các bạn đi là không có chỗ đi chụp hình luôn. Mà cái đường có chút xíu mà xe nó vẫn chạy ra chạy vô cho nên là cũng khá là khó đi chụp hình. Cho nên là hôm nay là thứ tư, là cũng trong tuần, cho nên là mình mong là tới đó sẽ có thể chụp được một số hình mà nói chung là cũng không quá rối cái khung hình á. Thì ok, thì bây giờ mình đã tới cái đầu đường của cái con đường đó rồi. Con đường đó tên là McDougall Street. Đây, chưa gì các bạn thấy không? Chưa gì là thấy tím liệm tìm sim luôn rồi nè. Wow. Trời, hôm nay mình không có đem cái cây gimbal cho nên là cái footage, cái hình ảnh nó hơi rung rung chút xíu, nó hơi sát kịp chút xíu, các bạn thông cảm cho mình nha. Trời ơi, đẹp chưa quý vị? Đẹp chưa? Nè, đẹp chưa? Để cho mình... Rồi, ở trên thì nhìn đẹp lắm, mà nhìn ở dưới đất nè. Lạ tả, xác hoa rơi lạ tả trên đất luôn. Trời ơi, để mình cho lụm. Ui, lụm đi các bạn xem. Thì đó, nó nhỏ li ti như thế này nè. Nhưng mà khi mà nó thành một cụm như trên hình thì rất là đẹp, đúng không? Đó, thì nói chung là cũng tội nghiệp mấy người mà phải thu dọn, gọi là dọn vệ sinh con đường này á. Tại vì mấy cái bông này khi mà có nước hay là mưa tới á, rớt xuống nó rất là dơ luôn. Thì đó, như các bạn thấy, trời, nguyên một con đường luôn, nguyên một hàng cây luôn.
Cho nên là that's why chỗ này là một cái chỗ gọi là Instagram worthy, nhiều người tới đây chụp hình. Mấy năm trước mình thấy nó không có cái vụ mà nó để cái bảng này đâu các bạn. Thì năm nay người ta vẫn muốn là đó, slow down nè, người ta kêu xe khi mà chạy tới đây là phải chạy chậm lại, slow down. Tại vì đường này tính ra cũng là con đường dân cư á, cho nên là người ta vẫn chạy ra, xe vẫn có quyền chạy ra chạy vô cái khu vực này. Nhưng mà nhiều người dân người ta cũng complain là tại sao mọi người tới chụp hình đứng giữa đường vậy đó. Thì nói chung cũng khó, các bạn, con đường đẹp vậy thì người ta tới chụp hình thì có sao. Thì nhiều người ta không biết, người ta nói là tới đây làm ồn người dân sống quanh đây, bởi cái nào người ta cũng nói được á. Mà anyway, các bạn thấy đẹp không? Trời ơi, đó đó các bạn thấy đó, mình đang đi giữa đường luôn á. Tại vì đi giữa đường mới thấy cái khung cảnh đẹp của nó. May là đường này đường hai chiều, cho nên là cũng phải đi coi chừng xe chứ các bạn. Nhưng mà đó, như các bạn thấy đó, thiên hạ đứng chụp hình kìa. Đấy đấy đấy, thiên hạ đứng chụp hình. Mà hồi nghe tiếng còi xe nó bấm tin tin là hiểu đó nha. Và ok, thì ở đây nó có một cái park, có một cái công viên nhìn ra cái hướng bờ sông, bờ biển, hướng vịnh cũng khá là đẹp. Chung là chỗ này, khu vực này rất đẹp và hợp lý. Hôm nay là weekday mà các bạn thấy gọi là cũng đông người đi ra đi vô đó. Weekend cuối tuần là đông hơn, là lúc đó là không có chỗ đi chụp hình luôn. Mà khổ nổi hôm nay mình hứng lên mình đi một mình, cho nên là không ai chụp hình được cho mình nữa các bạn ơi. Trời ơi, thấy không, người ta đang đi theo nhóm nguyên đám gái rồi có gì chụp hình sống ảo, còn mình đi mình buồn ghê vậy đó. Mộng mơ chắc một hồi mình phải chụp cái cây. Đây, mới vừa spot một đám người Việt. Hello. Oh no.
nãy giờ mình ở vòng vòng cái khu vực này, cái con đường này chắc cũng gần 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rồi các bạn. Trời, chụp chắc 800 mấy ngàn tấm luôn mới được mấy tấm nhìn được. Tại vì mình đi một mình đó, cho nên là kiểu phải chụp rồi để thời gian 10 giây rồi các thứ, rồi chạy ra chạy vô, rồi chưa nói là có mấy cái photobomb, có mấy người đứng đằng sau để người ta chụp mà người ta đứng đằng sau á, nên là trời ơi, nhìn cái hình nó cũng tùm lum tùm la lộn xộn luôn tu bu. Anyway, bây giờ mình đang ở trong một cái công viên gần đó luôn. Mình xin lỗi là mình không biết cái tên, nhưng mà nếu mà các bạn đi trên con đường này là kế bên thì sẽ có một cái công viên rất là gọi là xanh mát, mọi người ra đây đẹp luôn. Ý có mấy cái cây cao cao giống như bên California các bạn. Thì công viên này nó sẽ cho các bạn thấy, mọi là nó đi ra, nó sẽ thấy được nơi mà các du thuyền, phải du thuyền thôi, nói chung là những cái yacht, những cái thuyền nó đang đậu. Thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó, mình nói các bạn đó, trời, có mấy cái cây mọc nhìn giống như là theo thứ tự lùn cao thấp, lùn cao thấp, nhìn hay hay quá ha. Thì nếu mà các bạn tiến gần tới kia thì các bạn sẽ thấy đó, du thuyền đậu mọc ngập cái đó luôn. Chắc là mình không muốn khoe với các bạn, nhưng mà một hồi mình đi du thuyền, mình đi về nhà đó các bạn, du thuyền của mình là một trong những cái đó đó. Ồ, mấy cái cây này nhìn ngộ ngộ ha. Ok, đó, bây giờ đi ra ngoài kia đậu. Trời ơi, mới ra một chút xíu mà gió quá trời gió luôn. Tụ họp các đàn chó. Zoom gần cho các bạn thấy. Trời đất ơi, đã quá mấy bạn ơi. Không biết chừng nào mình trúng số, mình đủ dầu, mình tàu được cái chiếc du thuyền, mình tàu một cái nhà ở khu vực này. Đã quá luôn các bạn. Thì khi mà các bạn đến những cái vùng mà có thể nói là triệu đô như thế này, thì nó có những cái nhà vintage, những cái nhà cổ, có thể nói rất là quý phái, rất là nhìn rất là tây, rất là hay. Ok, khung cảnh đầu tiên mà các bạn muốn cho mình muốn cho các bạn thấy là sẽ nằm ở mé bên bên đây của cái khu vực Kirribilli này. Các bạn có thể nhìn ra được nguyên cái view thành phố và thấy được nhà hát con sò, nói chung là rất là sang luôn, rất là gọi là qua đây mà các bạn không có một cái tấm hình nào chụp ở cái khu vực này thì rất là tiếc luôn á, nên là mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái cầu Sydney Harbour Bridge mà ngày ngày người ta chạy qua chạy lại nè các bạn, như tất cả các tuyến đường trên đây. Sẵn ngồi ở đây ngắm cảnh, mình sẽ trả lời cái câu hỏi mà một số bạn hỏi mình cũng nhiều á. Đó là về cái việc là nhiều bạn hỏi mình là chị ơi, em có nên qua đây học trung học phổ thông không? Và nếu mà qua thì nên học lại lớp mấy? Thì ok, thì mình để mình nói sơ cho các bạn nghe qua luôn nha. Trung học bên đây á, là nó khác ở Việt Nam chút xíu. Nếu mà cấp 2 ở bên đây á, gọi là junior high school á, thì nó sẽ từ lớp 6 cho đến lớp 10 ha, khác ở Việt Nam là lớp 6, lớp 9. Còn cấp 3 thì sẽ là chỉ có lớp 11, 12 thôi. Và nó khác ở đây á, là những cái đứa mà học cấp 2 bên đây là từ lớp 6 đến lớp 10 á, thì khi mà học tới đó, tụi nó có nhiều đứa nó không thích đi học lên đại học nữa, thì tụi nó sẽ ra trường thép học nghề, học cái nghề nào đó. Mà tại vì bên đây cũng không phải là đứa nào cũng muốn học đại học đâu các bạn, cho nên là nhiều đứa nó chỉ muốn đi học nghề thôi. Tại vì có những cái nghề mà chỉ cần học thép, học trường nghề,
thì cũng có thể kiếm tiền dễ như chơi. Nhưng mà một số đứa nào mà nó muốn học lên 11, 12 để nó học lên đại học á, thì nó mới bắt đầu lên 11, nó mới lên gọi là cấp 3 để nó học. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà các bạn nào có muốn qua học trung học phổ thông á, thì nên qua sớm. Và nói chung là từ lớp 6 đến lớp 10 trong cái khoảng thời gian đó. Chứ nếu mà đã học xong 11 Việt Nam rồi mà qua đây muốn học lên cấp 3, 11, 12 thì thật sự là với kinh nghiệm mình đã từng trải qua, mình thấy hơi tốn thời gian một chút xíu. Tại vì bản thân mình ngày xưa mình cũng đã học high school ở bên đây, và mình học ở Việt Nam 11, học xong xuôi hết rồi nha. Xong rồi qua đây lại phải bắt đầu học lại 11. Và ngày xưa thì IELTS của mình không được tốt, cho nên là mình cũng có học Anh văn khoảng chừng mấy tuần á, khoảng chừng 1-2 tháng gì đó. Cho nên là nói chung là mình phải tốn cái nhiều thời gian cho cái cấp 3 ở bên đây. Cho nên là mình thấy là nếu mà đã muốn học trung học phổ thông thì nên qua lớp sớm, nên qua học sớm, sorry các bạn, nên qua học sớm, chậm nhất là lớp 10. Tại vì khi mà lớp 11, 12 là mấy cái đứa nó đã học từ cấp 2 lên, nó đã có một cái hội nhóm nó thân thiết với nhau rồi. Nếu mà các bạn vô nó cảm giác như có một cái sự, mình cảm giác như có một cái sự không được thân thiết bằng tuổi tớ, đã có một sự tình cảm thân thiết rồi đó. Cho nên là cái sự hòa nhập nó cũng hơi bị khó một chút xíu, đó là cảm nhận của riêng mình. Ngày xưa mình học high school bên đây là nó không có, thật sự với các bạn là không có người Việt luôn á. Toàn là tụi local bên đây, tụi sinh ra bên đây không, Tây có, châu Á có, mà toàn là sinh ra bên đây không. Cho nên là thật sự cái khoảng thời gian high school bên đây á, của mình á, thì mình thật sự không có enjoy lắm, không có cảm thấy thích nó lắm. Cho dù là nhờ nó mà mình có thể hòa nhập được cuộc sống bên đây tốt hơn, và có thể nhờ nó mà tiếng Anh mình có thể nó là khá hơn chút xíu. Tại vì khi học chung với tụi sinh ra bên đây thì nói chung là cái trình độ tiếng Anh của nó là native rồi, cho nên là mình có thể cải thiện được cái giọng nói mày nọ của mình. Thì sẵn đây thì cho nên là sẵn đây mình nói luôn là những cái khóa foundation ở bên đây á, thường á là cũng có nhiều bạn hỏi là mình cái sự khác nhau giữa foundation và diploma, có nên học foundation hay diploma. Thì nó khác nhau ở chỗ là foundation là khóa dự bị đại học á, thì thường là bạn học xong lớp 11 ở Việt Nam là bạn có thể đăng ký qua đại học rồi. Còn nếu mà muốn học tiếp, và khi mà học xong cái khóa foundation này á, thì bạn sẽ được vô uni, bạn sẽ vô đại học, nhưng mà chỉ được vô đại học năm nhất thôi. Còn nếu mà bạn học diploma, qua đại học diploma tức là học cao đẳng á, thì bạn sẽ vô được năm 2 của ngành. Nhưng mà cũng tùy ngành nha. Mình thấy ví dụ như những ngành như là Business Commerce á, thì nếu mà học diploma rồi thì được thẳng lên năm 2 luôn. Nhưng mà những cái ngành như Nursing về Science này nọ, cho dù học diploma nhưng mà cũng phải, nói chung là vô cũng phải học lại từ năm nhất. Tại vì năm nhất là nó có sự liên thông, nó có một sự liên thông cho hết 3 năm. Cho nên là tùy ngành mà các bạn muốn học, nhưng mà đa số là như thế, mình nói là đại loại là như thế. Thì học foundation á, mình thấy là ở Việt Nam chỉ cần học xong 11 và GPA khoảng chừng, tại vì tùy, ví dụ như mình lấy ví dụ như là trường InSearch đi, thì cái trường InSearch là trường một cái gọi là một cái khóa college, một cái trường để liên tiếp lên trường UTS mà mình có đang học á, mình nói tới á. Thì ví dụ như InSearch thì nó có hai loại dự bị đại học, một loại là 8 tháng, một loại là 12 tháng. Thì nếu mà GPA lớp 11 của các bạn chỉ tầm, nói chung là 6 chấm thôi, thì bạn phải học 12 tháng trở lên. Còn nếu mà GPA của dự bị nếu mà GPA của bạn lớp 11 á là được 6.5 thì bạn học rút ngắn thời gian lại là được 8 tháng. Còn cái GPA để được vào diploma ở Việt Nam á, tức là học để được học diploma ở bên đây, tức là ở Việt Nam bạn đã phải học xong lớp 12 rồi, tốt nghiệp 12 bên đây, ở Việt Nam rồi, tốt nghiệp tú tài rồi, thì ở Việt Nam cái điểm GPA phải được 6.7. 6.7 là điểm trung bình môn đó. Và cái IELTS, cái IELTS nữa nha, tức là ngoài cái điểm học lực thì cần phải có IELTS nữa. Và cái điểm IELTS đầu vào cho các khóa dự bị đại học á, thì như nãy giờ mình lấy ví dụ là từ InSearch đi, thì IELTS đầu vào sẽ là 5.5 và không có môn nào dưới 5.5 hết. Còn nếu mà bạn 5 IELTS 5 chấm thì chịu thôi, phải học những cái khóa học Anh văn mà nó có. Còn nếu mà để vào đầu vào cho những cái diploma, những cái khóa dự bị, không phải dự bị học mà những cái khóa cao đẳng á, thì sẽ phải là 6 chấm. Và nếu không đủ 6 chấm thì cũng có những cái khóa giống như là học Anh văn cho các bạn thôi. Chỉ là nếu mà các bạn có đủ cái số điểm IELTS thì các bạn không cần phải học Anh văn, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian cũng như tiết kiệm cái tài chính một chút xíu. Các bạn ơi, mình muốn chia sẻ với các bạn nhiều lắm về cái trung học phổ thông, nhưng mà cái vấn đề là iPhone của mình hết pin rồi các bạn, còn có 10% thôi, cho nên là mình cần phải có cái pin để còn về nhà nữa.
Thì nói chung là cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và như đã hứa thì mình sẽ cố gắng trong tương lai sẽ đi đến những cái điểm đẹp như thế này. Nói chung là những cái vịnh, quanh vịnh này nó có rất nhiều điểm đẹp ở khu vực Sydney á, thì để cho các bạn xem sẵn, cho các bạn xem cảnh cũng như là chia sẻ với các bạn về những cái điều mà các bạn hỏi mình. Gọi là thay vì làm một cái video Q&A thì mình sẽ làm từng cái video nhỏ nhỏ để vừa cho các bạn xem cảnh cũng như là vừa chia sẻ với các bạn luôn. Thì nếu các bạn có dịp thì đến cái khu vực Kirribilli này. À, và khu vực này là nó còn nổi tiếng là nó có một cái công viên gọi là Luna Park. Là một cái công viên rất là lâu đời, có từ cả trăm mấy năm rồi, nói chung là từ lúc sơ khởi của Úc luôn. Thì tới đây chơi Luna Park rồi đó, ngắm những cái view như thế này rất là đẹp luôn các bạn. Và đặc biệt là khu vực này như các bạn đã thấy, như mình cho các bạn thấy là cũng rất nổi tiếng về những cái cây phượng tím. Và trong tương lai thì mình sẽ cố gắng ra video đều đặn vào mỗi thứ sáu, cho dù là nhiều lúc mình biết là các bạn rất là, nói chung là thất vọng là chị ơi video đâu rồi, em muốn xem những cái video kế tiếp của chị. Nhưng mà mong là mình sẽ, nói chung là mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để ra video đều đặn cho các bạn. Thank you and bye.